trước màn ảnh quý vị và các bạn là hình ảnh tổng quan tại Bủ Trưng Bà, sinh vật cảnh, huyện Nghĩa Hành lần thứ 14. Dì xin chào quý vị và các bạn. Sáng hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2022, thì tại huyện Nghĩa Hành đã tiến hành khai mạc trưng bày sinh vật cảnh lần thứ 14 về dự. Với trưng bày lần này thì có 8 đơn vị, tí nữa mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn từng đơn vị một. Thời gian diễn ra cuộc trưng bày lần thứ 14 tại Nghĩa Hành là 3 ngày. Khai mạc vào ngày 22 và bế mạc vào ngày 24. Hình ảnh đầu tiên là đoàn Tư Nghĩa và Nghĩa Hành rất nhiều những tác phẩm bonsai đẹp. Ngoài ra còn trưng bày đá cảnh. Okay.
Tiếp theo là đoàn thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Hình ảnh đầu tiên là cây dúi. Cây dúi này cũng khá là đẹp. Đây là nơi trưng bày đất biển của đơn vị thành phố. Tiếp theo là đoàn huyện Minh Lang. Trước màn ảnh của quý vị và các bạn là hội sinh vật cảnh huyện Bình Sơn. Đoàn Bình Sơn rất về dự với trưng bà lần này rất nhiều những tác phẩm. Đầu tiên là ổi. Đây là cây trò mò. Cây này cũng có bộ đế khá là hay. Thank you.
giờ là có nhiều quý vị khách về tham quan cái trưng bà lần này. Vậy không vậy, nó sàn gì đó. Này gốc gốc quá ở đây dưới Mỹ ở đây. Tại gốc Mỹ nè, tại gốc. Mini đây. Nó nấu đó, nó để con gốc Mỹ. Gốc Mỹ, gốc Mỹ. Thích thì nó không cần giở giấu gì hết. Tác phẩm mời chiêu thủy mini. Hãy giờ cây chào bông rất là đẹp. Nhà là trò Phúc Kiến. Cái này là của anh Nguyễn Văn Thủy. Về dự tự cuộc trưng bà lần này có hơi nhà vườn, đó là nhà vườn Phương Mơ và nhà vườn Khánh Nguyễn. Đầu tiên là rất nhiều những tác phẩm đẹp của hơi nhà vườn lớn nhất. Đây là hình ảnh tóm đơn vị về dự cuộc trưng bà. Rất nhiều những tác phẩm đẹp. Phía bên này là hình như là có gian hòn về ẩm thực mà đến giờ thì chưa thấy.